cái chuyện thứ hai tôi muốn nói là tôi có mấy ông anh thì là bây giờ thực ra là mấy ông anh của tôi chơi thì cũng lâu rồi, thế là mấy ông anh thì có những ông anh thì đi chơi gái thì mình bảo với vợ là mình đi chơi gái, còn có những ông anh mà có những người đi chơi gái ở nhà với bạn gái thì là dẫn 2-3 người gái về nhà phắc nhau trước mặt vợ ở trong nhà, xong là còn đánh vợ mình ở ngoài nữa, còn đuổi vợ mình đi ra khỏi thành trì cung cấm, xong là để đi chơi gái, xong còn mượn cớ đi xuống để đánh nén người ta đấy. Tôi nói thật với các bạn đấy, anh nào cũng thế thôi, đã làm đàn ông thì xứng đáng đàn ông, như kiểu tớ thì cũng bị người ta lừa cho có thai xong người ta bỏ chạy, tớ nói là tớ không có chồng mà tớ nuôi con một mình, nhưng con tớ thì còn đi chơi gái xong đánh con người ta khắp các nơi phương trời trong tam giới luôn. Tớ cũng rất là khổ, tớ rất là khổ, bây giờ tớ nhà cửa thì còn không có, còn sống mà độc thân một mình nữa, nhưng mà mỗi người thì có một cuộc sống riêng đấy. Còn đây thì đúng là cái MV thì thấy các bác thì cũng giống Peter thôi, đây này. Đây này, rõ ràng lấy bút chọc cái mắt mình vào đây này. Đấy, bắt đầu lấy bút rồi đây này. Lấy bút ra, ở nhà nào mẹ không ngủ quên là chọc sưng mắt mình lên, xong sáng ra đổ cho mẹ. Chọc cái mắt gọi người đến đánh mẹ cái mắt, xong đổ cho mẹ cái này kia. Tôi nói thật với, đây là con tớ với người khác thì không có như thế đâu bây giờ. Cái Peter có như thế không, chỉ là các bác cũng như thế thôi. Nói chung là tớ cứ sống một cô độc một mình, chả liên quan đến ai, nên ai nhìn như tớ thì cứ bơ đi. Coi như là nhìn như người vô hình, không có hoạt động của tớ là đứng nằm nổ tung đấy. Còn tớ thì tớ chẳng liên quan đến ai, còn những con mà bù ban đi giật chồng người khác, sau tớ mới con tớ về để cho người khác cái tài của đức để mua tôi, chứ không để cho nó hành hạ và đánh đập con tớ.